các tín đồ mà tôn giáo á, khi tới đây mà cúng kính á, là họ sẽ mua những cái này, mua những cái vật phẩm như thế này, yeah, để gửi vào đây. Rồi cái phần đầu của vị thần á, nếu như nhìn chính diện khi nãy nha, em thấy có cảm mắt, mũi, đúng rồi, nhìn rất là giống gương mặt người. Còn cái hình dáng này thì nhìn giống như một vị Phật Di Lặc. Có một cái đường băng của sông Bay à, còn dòng sông Mekong là đi thẳng ra luôn, thẳng ra luôn, thẳng hướng tây của mình này, hướng vào vị này họ nhìn ra à, nhưng mà cái đó là sau này họ làm cái sân bay như này thì giờ cái đường băng nó trắng đây, còn ở sau này là làng và thẳng ra đó là cái dòng sông Mekong. Như vậy là dòng sông Mekong nằm ở phía này nè. Đúng rồi, đúng. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị à. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt mà trên một cái tuyến đường chính nối từ Nam Lào đến Bắc Lào, đó là quốc lộ 13. Thì nơi đây thì gần với lại sân bay Bắc Xế thuộc tỉnh Champasak của Lào. Và phía bên đây là một cái nơi cho được khá là linh thiêng tại Lào, đó là một cái tảng đá nổi mà theo người dân chia sẻ rằng cái tảng đá này chảy trôi dạt theo dòng sông Mekong, và không biết nguyên nhân vì sao thì cái tảng đá này lại ngự ở tại nơi này, và từ đó tín ngưỡng tâm linh của người Lào thì lại thờ tảng đá này qua hàng chục năm nay rồi. Và để biết sự thật đó thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào đây ha. Ở đây là cái lối đi vào của cái nơi thờ một cái hòn đá khá là tâm linh ngay tại thành phố Bắc Xế này. Và trước khi vào cái nơi thờ hòn đá này thì ở đây cô bác quý anh chị có thể thấy được là cô này đang bán những cái vật phẩm cũng như là tiền nè, rồi những cái giống như cây vàng, cây bạc, lá bồ đề, và thậm chí có cả nước nhang để đem lên đây cúng cầu mong sự bình an cho gia đình của mình. Ở đây mỗi một cái tờ tiền như thế này là 1000 kiếp thì người sẽ đem vô đó và sẽ cúng Sipadi. Và thì lúc nãy thì anh Phẩm là người Việt sống tại Lào đã có mua những cái vật phẩm để mà vào trong đó cúng. Và không nói nhiều nữa, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào trong này để chiêm ngưỡng cái sự kỳ lạ linh thiêng của hòn đá này. Nói về tục thờ hòn đá thì cô bác quý anh chị sẽ nghĩ ngay đến ở miền Tây có một cái tục thờ gọi là tục thờ ông Tà, và người ta nghĩ rằng là ông Tà đó là hiện thân của một cái hòn đá với những cái câu chuyện khá là linh thiêng và ly kỳ ngay tại đất nước Lào, một cái đất nước khá là tâm linh. Thì bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Và đây là một cái tảng đá mà có vẻ là khá là lạ, khi mà hình của một cái tảng đá này giống như là một cái hiện thân của một cái vị thần gì hay là như thế nào ha anh Ngân ha. Cũng khá là linh thiêng nên mọi người đến đây để mà cầu mong bình an cho gia đình đó. Thấy ở đây khói nhang đều nghi ngút hết à. Ở dưới thì rất là nhiều cái tượng nhỏ nhỏ ở dưới kia kìa. Và hôm nay đến đây thì có anh Phẩm cũng như lúc trước mà Bùi Hồ có đi cùng với anh đó, thì anh đã hướng dẫn cho Bùi Hồ rất là nhiều về cái nét văn hóa tâm linh ở Lào cũng như là cuộc sống người Việt ở Lào đó. Dạ, mình thắp nhang trước khi anh Phẩm ha. Thắp nhang trước. Dạ. Ở đây chắc cũng có ông Từ cái Quảng anh ha. Đúng rồi, có ông đó. Dạ. Mình thắp nhang cái đêm. Ok. Các anh em cũng đã mới thắp nhang xong, và Bùi Hồ thì cũng mới thắp nhang để cầu mong sự bình an cho gia đình của mình. Thì mong mọi việc thì sẽ gặp được nhiều may mắn. Và anh Phẩm thì cũng có mua một số thực phẩm để dâng lên, gồm có tiền, rồi nước ngọt, nước suối, rồi lại ở đây là có nến, rồi lại nhang, rồi lại hai một cái khánh, rồi cái khánh là phong tục của người Lào của bác anh chị. Dạ, tăng thương cái này đi. Dạ anh Phẩm, hôm nay thì có đủ duyên đến đây để gặp một vị thần đá rất là đặc biệt như thế này. Thì không biết anh Phẩm ở đây, anh Phẩm có biết về nguồn gốc hay là những cái câu chuyện tâm linh nào liên quan đến vị thần này không hả anh? Cũng chào tất cả các anh em. Thì hôm nay thì cũng có duyên thì hôm nay được gặp các anh em đi qua Lào để tìm hiểu về cái văn hóa tâm linh của đất nước bạn Lào. Thì trước mắt là cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm đến đất nước Lào. Và thứ hai nữa là về cái ngôi này thì họ kêu là một cái giống như là một cái đền thờ một vị thần đá. Đây là thần đá đây là lúc trước là theo cái lời kể của các vị lớn tuổi bô lão ở đây thì cái tảng đá này là nó thuộc về tự nhiên. Khi mà trước kia là con sông Mekong nó còn chưa bồi đắp thì cục đá này hẳn đi theo dòng sông Mekong cũng trôi về đây. Mà khi mà lại dừng tại chỗ cái địa điểm này nên là các vị bô lão ở nơi này họ thấy cái hình hài cái hòn đá này giống như một ôn, giống như là một bên này họ gọi là ôn đó, là một vị thần nào đó, vị thần mà cứ nằm ở đây chứ nguồn nước có chảy cỡ nào cũng không cuốn trôi đi được, nên là nó thành một cái văn hóa tâm linh để mà bà con tới đây lễ bái. Thứ nhất là cầu bình an sức khỏe, đi tới nơi về tới chốn, rồi ai xin những cái gì, ví dụ xin lộc, xin tài, xin cầu an may mắn thì có thể sẽ vào xin đây, và có khi là có người xin thì có người khi được thì phải trả lễ. Đó, theo văn hóa tâm linh ở đây thì ví dụ như là xin cái gì là mình xin xong rồi nếu được thì mình phải trả lễ. Còn hôm nay anh em mình tới đây chỉ có là xin cầu bình an may mắn để mình đi những chuyến xa hơn nữa thì nó gặp nhiều may mắn, đi tới nơi về tới chốn. Còn nói chung là về cái hòn đá này thì ở đây thì mình cũng tìm hiểu sơ qua về các vị bô lão trong làng ở đây, thì các bô lão vẫn là truyền đạt như vậy, thì mình cũng giới thiệu cho các bạn biết sơ bộ về cái ngôi đền này để nếu sau này có dịp đi qua đất nước bạn Lào và thành phố Bắc Xế tỉnh Champasak thì các bạn ghé thăm để mà cầu bình an may mắn. Rất là hay luôn. Như vậy thì dòng sông Mekong là gần ở đây không anh? Đúng rồi, dòng sông Mekong là nằm ở phía sau ngôi đền này. Có nghĩa là trước mặt của đúng rồi, cái này là hòn đá này là trước này là sau này họ mới làm. Đây là đường sau lưng này, trước mặt hòn đá này là có một cái đường băng của sông bay. Còn dòng sông Mekong là đi thẳng ra luôn. Thẳng ra luôn. Hướng tây của mình này, hướng vào vị này họ nhìn ra. Nhưng mà cái đó là sau này họ làm cái sân bay như này thì giờ cái đường băng nó trắng đây. Còn ở sau này là làng và thẳng ra đó là cái dòng sông Mekong. Như vậy là dòng sông Mekong nằm ở phía này nè. Đúng rồi. Và vị thần đá này thì giống như là đang nhìn về phía dòng sông. Đúng rồi. Một sự trấn giữ vậy đó. Và sau này không biết vì cái lý do tâm linh hay không mà thực sự thì em nghĩ cái sân bay ở nơi này á có một vị thần như thế này nhìn ra thẳng cái đường băng thì em cũng nghĩ là một cái sự độ hộ bình an cho những cái chuyến bay ở nơi này nữa. Đúng, nếu mà theo như bạn đã nói như vậy thì mình cũng thầm hiểu là về nếu mà theo về các cái công tác mà xung quanh sân bay á thì nhà cửa hay là các cái nơi mà thờ phụng này là như ở Việt Nam mình thì chắc chắn là sẽ bị giải tỏa để không để nằm trên đường băng được. Nhưng mà cái khu vực này là giống như là một cái điểm tâm linh của con người và con người mà theo tâm linh văn hóa của Lào rồi, nên là họ vẫn giữ nguyên cái nét vậy để một khoảng trống này để mà những người cái tín ngưỡng có thể thờ cúng và cầu bình an ở đây là nhiều hơn. Nhưng mà đây là một cái hòn đá nổi đúng không anh? Đúng rồi. Tại vì em nghe nói là từ cái nơi nào đó đúng rồi, thì hòn đá này mới trôi dạt về đây. Nhưng mà em có trao đổi với Nhân á, thì ở cái vùng thượng nguồn này cái dòng sông Mekong nó chảy rất là xiết. Đúng rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao thì cứ trôi vô đây là vào ở đây luôn hả? Đúng rồi, trôi vào đây là về làm bồi ở đây luôn, là khi mà bồi đất là lên là ở đây luôn. Là không đi đâu nữa. Nhưng mà qua một thời gian thì một thời gian dài thì ở đây thì nếu mà cái tín ngưỡng người mà cái tín ngưỡng tâm linh tôn giáo, mà ở đây mà nếu mà khi các vị thần mà đã nếu mà có thần này ở đây trấn giữ ở đây thì nếu mà cầu bình an may mắn, mà cái sự may mắn bình an đến với mình nó không có thì chắc là sẽ không có cái tín ngưỡng này rồi. Đúng rồi. Tức là phải rất là linh thiêng. Đúng rồi. Vị thần này mới ngồi ở đây đến cho đến ngày nay. Đúng rồi. Không biết thì đã bao lâu rồi hả anh? Cái này đã từ lâu lắm rồi, phải tầm vài chục năm rồi. Nhưng mà lúc đó còn hoang sơ lắm. Cái người mà trấn giữ ở đây là cũng đã mất rồi. Dạ. Người mà trấn giữ trông coi ở đây là cũng đã mất rồi. Ông Từ đúng không? Ông Từ bây giờ. Nhưng mà anh có biết là ai đã phát hiện ra cái hòn đá này không? Thì bây giờ cái hòn đá này thì theo các lời của các bô lão trong làng thì hòn đá này là đã phát hiện ra, thì các bô lão trong làng đi khu vực ở xung quanh đây nè là phát hiện ra và thấy hình hài của một hòn đá này nó giống như một cái tượng Phật nữa, nên là đem về thờ cúng. Và theo như anh nói á, thì nếu như là một khu vực sân bay, không biết ở đây không phải là đất của sân bay luôn hay không anh? Nghĩ chắc đây là đất cũng thuộc sân bay đó, bởi vì nhưng mà những cái nơi mà thờ tự như thế này thì thực sự là khi mà giải tỏa để làm sân bay đi thì chắc chắn là sẽ bị di dời hết. Đúng rồi. Nhưng mà ông thần đá này vẫn ngự ngay tại nơi này. Đúng rồi. Tức là có một cái điều tâm linh đó là giống như là ông thần đã chọn ngay tại vị trí này để độ hộ cho bà con dân làng, cho nên là không có ai có thể mà đưa đi được. Đúng rồi. Đã từng có những cái công tác di dời nào mà đưa vị thần đá này đi chưa anh? Nếu mà theo mà quy định thì chắc là phải dời cái đền này đi, nhưng mà chắc là về một tín ngưỡng nào đó người Lào nói chung nên sẽ không thể di dời được. Và khu vực này khi nãy giờ mấy anh em chạy ngoài đường thì thấy cũng rất là phát triển rồi. Đúng rồi. Đường xá cũng rất là to và những cái công trình sân bay, công trình nhà ở đâu đó thì cũng nhiều. Nhưng mà khi mà bước vào đây là một cái cảnh quan hoàn toàn khác và một cái không khí nó hoàn toàn khác luôn. Đúng rồi. Nó trầm mặc và nó linh thiêng, tách biệt hẳn so với cái không gian hiện đại bên ngoài. Đúng rồi. Dạ. Ở đây có ba cái trụ đá đằng trước ngay chỗ Bắc Hương này là như thế nào anh Phẩm? Ba cái trụ đá trắng như thế này thì chắc là mình cũng không có tìm hiểu kỹ về cái này chưa, nhưng mà cái này anh nghĩ là chắc là từ lâu rồi, là theo cái tín ngưỡng tôn giáo của Lào á, thì các hòn đá này là để cho nhằm cho đặt để cho bà con tín ngưỡng có cơ hội để mà khi mà mình đốt nến á, đốt nến là thường là nó sẽ có 3 ngọn nến, thì mình sẽ để 3 cục đá này để cho. Vậy là mình sẽ để nến lên đây. Dạ, đúng rồi. Họ nhiều nến lên đây này, nhiều nến lên này, họ thân nến này, họ nhiều là giống như gặp 3 ngọn nến á. Cái chất liệu đá này lạ lắm anh Hồng. Đúng. Nó mềm á. Đúng rồi. Không nến sáp. Nến sáp nến á. Sáp nhiều quá. Đúng rồi. Sáp đốt qua. Đốt 3 ngọn nến, 3 ngọn nến. Ngoài ra thì em thấy có những cái vật phẩm cúng nè. Cái này là hoa. Đúng rồi. Hoa gì anh? Cái này giống như là cái lá trà mình đó, cái bông trà mình đó. Thơm hả? Thì phẩm vật thì gồm có hoa nè, hoa này, thuốc lá với lại là nước, trầu cau, đúng rồi. Trầu cau, nước và một cái khánh này, đúng không anh? Cái này gọi là cái khánh ha anh. Cái nào? Cái này nè. Hoa đó. Mình không đây là họ đang hoa, họ làm bằng lá chuối với bông đó, là giống như là mình dâng hoa lên nữa. Giống như một cái bó hoa. Đúng rồi. Bên này người ta làm. Đúng rồi, làm ra. Nhưng mà ngoài cái việc mà tụi em thấy như thế này á, ngoài tượng đá linh thiêng ở đây á, thì em thấy những cái gọi là những cái đồ cổ vật á, như là ở đây nè, em thấy mọi người đem đến đây để ở đây hay như thế nào anh? Và hay là đúng rồi, phát hiện tại chỗ này? Không, cái này là khi mà các tín đồ mà tôn giáo á, khi tới đây mà cúng kính á, là họ sẽ mua những cái này, mua những cái vật phẩm như thế này để gửi vào đây. Rất là nhiều những vật thờ luôn, đúng không anh Hậu? Đúng rồi. Có những thần voi nè, những con ngựa nè, rồi các vị nào đó thực sự mình nhìn cũng không hiểu trong văn hóa của người Lào thờ về cái gì nữa, nhưng mà nhìn những con ngựa thì nhớ đến cái tục thờ cô Trạng cậu Trạng ở Việt Nam. Còn những vị thần voi này giống như trong văn hóa Ấn Độ vậy đó. Ở đây thì có một cái tượng Phật cổ, tượng Đức Phật á, nhưng mà bằng cái chất liệu đá mình nhìn cổ kính quá ha. Nhưng mà điêu khắc cũng tỉ mỉ hả? Dạ, tỉ mỉ. Mình nói về một tảng đá này tí xíu đi. Thì tảng đá này cao khoảng 1 mét ha Dân ha? Dạ. Chiều cao thì khoảng 1 mét, thì mình có thể thấy rõ được cái phần đầu nè, cái phần thân nè, và ở trên đó thì có một cái sâu chuỗi rất là to. Thì chắc có lẽ là sự tín ngưỡng tâm linh của người Lào á, thì họ cho rằng khi mà đeo sâu chuỗi như vậy nó mang đến một cái sự gì đó nó linh thiêng mà lại gọi là trang nghiêm, đúng không anh Phẩm? Đúng rồi. Bởi vì theo tín ngưỡng về Phật giáo thì chắc là có một số tín ngưỡng Phật giáo ở đây thì họ sẽ cái sâu chuỗi này họ sẽ làm và đeo lên đây, là cũng cái này cũng mới thôi. Cái lúc trước mình đi thì vẫn chưa có. Sâu chuỗi này là sâu chuỗi 108 hạt. Một cái sâu chuỗi mà không biết làm bằng gỗ gì đó rất là to. Sâu chuỗi 108 hạt thì mang rất là nhiều ý nghĩa ở trong Phật giáo của mình. Ngoài ra đó, anh Hồ có để ý không? Cái phần đầu của vị thần á, nếu như nhìn chính diện khi nãy nha, em thấy có cảm mắt, mũi, đúng rồi, nhìn rất là giống gương mặt người. Còn cái hình dáng này thì nhìn giống như một vị Phật Di Lặc đang ngồi vậy đó. Có một cái phần bụng to rồi cái phần đầu tròn á, nhìn giống lắm. Và theo tín ngưỡng của người Lào á, thì đa số em thấy là các vị Phật á, hay là vị thần thì được tròn một cái miếng vải ngang cái mình nè, là miếng vải màu vàng. Thì anh có thể giải thích cho tụi em hiểu tại sao ở đây thì cái tượng của ông thì được tròn một cái vải màu trắng của mình không? Có hai vấn đề về như thế này. Vấn đề thứ nhất là về vấn đề Phật, như ở các chùa chiền á, các chùa chiền thì các thầy hay áo tròn vai. Yeah. Là đó là theo đạo, theo cái đạo Phật của mình là gọi là đó là tiểu thừa là mặc dạ áo cà sa ngang vai và đi khất thực. Còn đây là vụ áo trắng này á, là giống như là một vị không phải là mình không mặc áo trắng này á, là giống như là một vị người không phải là vị thần, một vị gọi là ở Việt Nam mình có gọi là như một thầy, thầy tu, rồi còn một cái thầy gọi là thầy tâm linh á, thầy pháp, giống như thầy pháp. Ở đây là nó khi mà đi tôn giáo này cũng có hai thầy, thầy ở chùa rồi một thầy cũng làm một cái đền ở nhà mình gọi là tự tu ở nhà á, là mặc áo trắng này chứ không được mặc áo vàng. Tại gia. Tại gia. Là tu tại gia. Là mặc áo trắng này là họ cũng thờ mấy cái vị thần như thế này. Là mặc áo trắng như thế này. Là nó khác thầy tu trong chùa. Có nghĩa là tu trong chùa thì mặc áo vàng. Đúng rồi. Còn tu ở nhà tại gia thì mặc áo trắng. Và có thể là tu tại gia cũng có những cái pháp môn tu. Đúng rồi, pháp môn tu khác nhau. Tùy theo màu áo khác nhau. Dạ. Nhưng mà đa số là chủ yếu ở đây là màu trắng và màu vàng. Yeah. Hay quá. Ở đây thì thấy không khí và không gian nó yên tĩnh và mát mẻ. Nó mát mẻ hơn nhiều so với ở ngoài kia. Và thậm chí là em thấy cái hữu duyên hay như thế nào khi mà tảng đá này ngự ở đây á, thì ở ngoài trước kia á, có một cái ụ mối ở ngay chỗ ngoài cây ngoài kia kìa. Ở trong này á, khu vực này thì có nhiều cái cây cổ thụ. Và một trong những cái cây đó thì nằm ngay phía trước mặt của vị thần luôn. Cây này là cây gì anh? Cây này là giống như cái còng, cái me tây á anh. Cái me tây, cái me tây. Me tây. Vậy hả? Cây me tây, cổ thụ luôn á. Cây này là em nghĩ là phải trên cốt này trên đầy đô nữa nó phò nó. Cốt này đầy đô nữa nó. Nhân có thường đi những cái khu mộ của người Hoa ở Việt Nam như là nghĩa địa Triều Châu nè, thì em thấy là những người ta tin rằng đó, những cái ụ mối mà mọc lên cái ngôi mộ á, thì gia đình nó sẽ càng ngày làm ăn càng phát tài, và đó là một cái điềm lành. Thì em thấy ở đây tự nhiên cái cây này, chỉ có riêng cây này thôi, thì lại có một cái ụ mối to như thế này. Thì em thấy như thế nào có thể nói cho cô bác anh chị biết được không? Ụ mối ở trong văn hóa của cả người Hoa lẫn người Việt mình luôn thì thường là người ta không có mạo phạm. Ngay cả những cái ụ mối mà che lấp cả cái phần mộ luôn anh, người ta cũng không có muốn là phải dọn đi. Và những người quản trang ở trong nghĩa trang người Hoa đó từng cho em biết á, là khi mà người ta dọn dẹp á, và người ta dọn cỏ đó, người ta lỡ phá cái ụ mối đi là người ta về người ta bị hành. Và sau đó người ta phải quay trở lại để hành lễ, để cúng tế và để xin là đừng có bị như vậy nữa đó. Thì về người ta mới khỏi. Trong phong thủy á, thì em cũng có tìm hiểu đó là những cái phần mộ mà kết đó anh Hồ, thì là những cái phần mộ mà gọi là cái địa thế này đó nó rất là tốt. Và nó có một cái luồng khí, luồng mạch, nó làm cho con cháu của cái phần mộ đó sẽ làm ăn rất là thịnh vượng. Ví dụ như là mộ kết nước nè, tức là mộ kết thủy á, và mộ kết mối nè. Thì cái tổ mối trong văn hóa của dân gian lẫn phong thủy á, thì đều là một cái điểm tốt. Tức là em nghĩ là nơi đó là cái khí với lại cái mạch nó tốt thì mối nó mới làm nên nó mới phát triển như thế này. Cho nên là ở nơi này khi em đến đây em thấy một cái ụ mối như vậy, em nghĩ là cũng không có ai phá hết á. Và mình thấy là ụ mối to lắm, người ta thắp nhang ở trên ụ mối luôn. Một cái sự gì đó linh thiêng nên ở đây là em thấy là mọi người cắm nhang rất là nhiều đúng không? Và thậm chí là trước cái ụ mối này lại mọc ở trước cái tường đá đó đối diện luôn, chứ không phải là mọc ở bên kia hay là bên này bên hoặc là bên phía bên phải bên kia. Và ở đây thì anh có nhận thấy được rằng người ta sẽ lập luôn một cái bàn thờ để mà đốt nhang ha anh Phẩm ha. Và anh thấy ở trong cái tháp nhỏ ở này thì có một cái tượng nhỏ, tụi em cũng không hiểu là như thế nào. Rồi mình lên đây để quay cho cô bác quý chị thấy gần hơn nè. Anh Phẩm thấy bức tượng này không? Đây là tượng của về vị nào á anh? Tôi đi vái anh mẹ nhang bà phò. Mẹ nhang. Anh Phẩm thì sẽ hỏi thăm một chú, đây chính là chú chắc là trông coi ở cái ngôi đền này. Chú ngồi phía trong kia kìa. Mình thì không biết lắm là anh Phẩm phải cô mẹ Lam mà. Mẹ Lam đi. Sai qua một bên cái to của cô bên vị thần này cũng được phát một cái y án rất là lạ. Mà em nghĩ là cũng cổ xưa lắm rồi đó anh Hồ. Một cái bức tượng với cái nét cũ kỹ, cổ xưa lắm. Nếu như em đó không làm thì bức tượng này bằng đồng. Sao anh? Và ý nó là người theo các ông căn đền ở đây, ông kêu là tên mẹ này là Mẹ Lam. Mẹ Lam. Gọi là mẹ ha. Mẹ Lam. Người phụ nữ là gọi là mẹ. Mẹ Lam, người lớn tuổi á là Mẹ Lam. Thì cũng thờ mẹ ở đây để mà đỡ mẹ có cái nơi ở, rồi mà ai mới tới xin cầu bình an may mắn rồi đó, che chở ha. Che chở cho. Ở sau cũng có một vị nữa nè. Đây là một vị mẹ luôn. Miếu này đến hai mặt lắm. Bốn mặt luôn. Nhưng mà có thờ ở hai phía hai bên. Ở nơi này thì có thêm 3 vị được thờ nữa. Ở trong thì có 2 vị và ở ngoài có một vị giống như là vị nữ thần Áp sa ra. Ở đây thì cái không gian nó rất là yên tĩnh và mát mẻ anh Phẩm ha. Ở đây được cái không gian mát mẻ yên tĩnh. Em không hiểu là những hai cái cây me tây này có trước và cái tượng đá kia trôi dạt về đây sau, hay là vì cái tượng Phật, tượng đá đó ngự ở đây xong rồi thì hai cây me tây này mới mọc lên và như thế này. Hai cây me tây này là có trước. Có trước hay anh ha? Hai cây me tây này như theo mình tìm hiểu là cũng được 4 đến 50 năm rồi. 4 đến 50 năm rồi. Có nghĩa là Ngài chọn một cái nơi gọi là phong thủy rất là tốt, nên Ngài ngự ở đây để phù hộ cho bà con ở đây luôn. Về cơ ở đây ngôi đền này thì thật sự ra là cũng rất nhiều tín ngưỡng về đây để mà xin cái may mắn bình an. có những tín ngưỡng ở các tỉnh khác nhau và cũng đều về đây để mà lễ bái ở đền này. Như khung cánh bên đây là cũng là bên sân bay này, khu vực đất của sân bay này nè. Dạ. Đó. Trên này, kia là kiểm soát không lưu, là kiểm soát không lưu đó. Đó. Kiểm soát không lưu nằm bên cạnh luôn này. À, bởi vậy mình mới thấy rất là lạ, trong một cái nơi hiện đại và lại là khuôn viên sân bay như thế này mà có một ngôi đền thì rất là lạ, không có bị di dời đi, chứng tỏ là vị thần cũng đã muốn ngự ở đây và độ hộ cho bà con ở nơi này. Cây này là cây táo đúng không anh? Đúng rồi, cây táo á. Chắc có lẽ là khám phá về Lào thì anh em mình sẽ khám phá rất dài ngày nữa về tín ngưỡng, văn hóa, tâm linh. Và cơ may là anh em mình được anh Hòa nè, rồi anh Phẩm nè, và tất cả các anh em là cộng đồng người Việt ở Lào này hỗ trợ mấy anh em mình hết mình. Và thật sự cảm nhận riêng của em và Nhân á, thì Lào là một đất nước khá là yên bình và mến khách. Thì hôm nay thì đến đây chia sẻ những cái câu chuyện tâm linh ngay tại đất nước Lào này. Thì đây là một phần trong cuộc sống của người Lào nói riêng và cũng như là tất cả mọi người nói chung. Thì thôi thì anh em mình sẽ kết thúc cái đoạn clip này ở đây. Thì anh Phẩm có thể nói lại cái địa chỉ để cho cô bác của chị mà người Việt sống tại Lào có thể đến đây để mà chiêm bái cũng như là cầu mong sự may mắn cho gia đình mình đó anh Phẩm. Thì mình cũng xin sau này thì cũng có dịp thì mong các bạn đến Lào thì ghé thăm cái địa điểm này là ở tại thành phố Bắc Xế, tại sát sân bay thành phố Bắc Xế, tỉnh Champasak, Lào, để mà có cơ hội mà nếu mà hữu duyên thì có cơ hội qua đây, qua Lào thăm Lào thì ở Bắc Xế này thì đến cái nơi địa điểm tâm linh này để mà cầu bình an may mắn cho gia đình và mọi việc được thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Dạ, cảm ơn anh nhiều ha, chúc anh sức khỏe. Có lẽ là phải chia tay rồi. Em sẽ tiếp tục hành trình đến Viên Chăn. Cho nên là hy vọng rằng sẽ có dịp quay trở lại đây nữa. Nhưng mà chắc chắn là sẽ quay lại rồi. Bởi vì còn rất là nhiều điều hay mình sẽ trải nghiệm ở đây. Thực sự thì thích cái cuộc sống của người Lào. Dạ. Rồi, bắt tay anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ.